2014 là ngày thứ hai trong chuyến hoằng dương Phật pháp tại Âu Châu, và là ngày thứ hai buổi giao xuất pháp ngày thứ hai tại Thụy Sĩ. Xin thầy từ bi cho cái giải đáp những thắc mắc của chúng con rất là sẵn sàng để nghe lời chỉ dẫn của thầy. Bây giờ thì đã nói chuyện hai buổi ở đây rồi, cho nên là những ngày bình thường mình cứ đến nghe thì là giống như trong nhà, tính là như trong nhà nói chuyện trao đổi chia sẻ tự nhiên thôi, chứ không phải anh đã là hỏi cái gì thì cứ hỏi tự nhiên. Bạch thầy, chúng con vừa được thầy giảng dạy không vô tướng vô tác và vô cầu và tùy duyên thuận pháp, chúng con rất lấy làm tâm đắc và chúng con rất cảm ơn thầy. Chúng con có một riêng con có một nỗi băn khoăn là sau khi chúng ta hành thiền, chúng ta đọc tụng kinh, chúng ta nói chúng ta đọc lên câu, và chúng con đọc lên câu do phước báo mà chúng con làm đây sẽ nguyện sẽ là duyên lành giúp cho chúng con, giúp cho con thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tương lai. Thưa thầy, như vậy có phải là những cái lời mong cầu thiện mà vẫn là mong cầu không thưa thầy? Xin thầy cho chúng con. Cái này hôm qua đó để thầy có nói là cầu nó khác với cái nguyện. Dạ. Cầu nguyện nó khác với nguyện. Ví dụ như bây giờ là tôi nguyện đó là bỏ ra một ngày 2 đồng để giúp cho người nghèo, ví dụ như vậy, cái đó là nguyện, thế cái đó không gọi là cầu. Cầu á là nó mang tính chất là làm lợi gì cho cá nhân mình, còn cái nguyện á là lại là làm lợi cho người khác. Cái cầu và cái nguyện á là nó khác nhau. Thường thường á người ta nói là có người nói là bây giờ mình làm cái việc gì đó cũng đừng có cầu xin cái gì hết á. Thì thầy mới trả lời thế này, tức là nếu mình làm một việc gì đó mà mình cầu xin nhiều quá đó thì không tốt bằng là không cầu xin gì cả, nhưng mà nếu mình không cầu xin gì cả thì không tốt bằng là có nguyện. Bởi vì có nhiều người thì cứ cho rằng là mình làm rồi là thôi, chứ đừng có cần quan tâm gì nữa hết trơn, thì như vậy cũng không phải là tốt. Tức là nếu như mà mình làm mà mình cứ cầu để được cái này được cái kia thì cái đó thì không được. Nhưng mà nếu mà nguyện á thì là còn tốt hơn là không cầu nữa đó. Cho nên ngày hôm qua thầy nói cái ba la mật á, thì đến chân thật ba la mật tức là đã thấy được thực tánh pháp rồi, tức là đã sống với thực tánh pháp rồi còn gì nữa. Nhưng mà sau đó là nguyện lực ba la mật, nguyện lại được, tức là bây giờ giả sử như mình giác ngộ rồi thì nếu mình giác ngộ rồi thôi mình cứ không vậy thôi cũng được, cái đâu có sao đó. Nhưng mà là mình thấy mình đã từng đau khổ, cho nên mình cảm thông với những nỗi đau khổ của người khác, cho nên mình muốn là chia sẻ những cái đau khổ đó ở để chỉ cho họ thấy ra cái con đường thoát khổ đó, thì cái đó là nguyện lực. Thì cái đó không phải là cầu. Có một câu nói mà thầy đọc, mà cái câu nói nó bằng tiếng Anh,
Nhưng mà dịch ra là thế này, đây là nếu như mình đó mà muốn cho mình hạnh phúc đó, thì mình toàn gặp đau khổ. Nếu như mình muốn mình hạnh phúc đó, thì mình sẽ toàn gặp đau khổ. Nhưng mà nếu mình muốn cho người hạnh phúc đó, thì mình cũng hạnh phúc. Tức là nếu mà mình mà chỉ muốn cho mình hạnh phúc thôi thì thường thường là mình sẽ gặp nhiều trường nó sẽ không hạnh phúc như mình nghĩ. Ví dụ bây giờ mình hạnh phúc tức là mình nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó. Giả sử bây giờ mình nói là có tiền nhiều là hạnh phúc. Thế thì là hệ mình chưa đủ tiền là mình thấy đau khổ rồi. Đó. Thực ra càng muốn hạnh phúc chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Nhưng mà cái người mà chấp nhận đau khổ thì người đó là hạnh phúc. Cho nên đó, cầu đó là mình muốn cho mình được thêm cái gì đó nhiều hơn. Nhưng mà thực ra càng muốn thêm nhiều hơn đó, thì nó càng khổ hơn đó. Mà mình cũng thấy thôi. Tức là có nhiều người thì thích làm cái nhà thiệt lớn. Cái sau rồi lau chùi quét dọn rồi thuê người rồi đủ thứ mệt quá rồi thôi. Sau này kêu là bán cái nhà đó rồi mua cái nhà nhỏ nhỏ vừa ở thôi. Này cái vậy đó. Tức là thực ra đó là mình là nhiều khi mình cái gì mình cũng mong là nhiều hơn. Như vậy là thành ra nhiều khi đó, mình càng muốn hạnh phúc, mình càng muốn nhiều chừng nào thì là càng đau khổ chừng đó. Cái người xưa người ta nói là tri túc tiềm túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiềm nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Tức là nếu mình nhàn thì mình cảm thấy trong ngay trong công việc của mình đó, mình thấy nhàn ngay trong công việc của mình đi. Chứ đừng có đợi nhàn có nghĩa là không có công việc gì cả mà ngồi chơi, không phải như vậy. Mà mình cứ làm công việc một cách nhàn nhã thì mình có cái nhàn. Còn biết đủ thì bây giờ mình tới ngang đâu mình cũng đủ được ấy. Nếu mà mình cứ muốn nhiều hơn nữa thì không biết bao giờ mới là có đủ được. Cho nên ấy, nó cũng có một cái câu nói là tri túc bất đại, tri trị bất nhục. Tức là nếu mà mình biết đủ thì mình cũng không có đợi. Mình biết đủ rồi thì mình không có mong đợi nữa. Còn mình biết dừng lại thì không nhục. Bởi vì thường thường người ta cứ cố gắng mà tiến tới sao ý mình một hồi đó là thế nào cũng là va vấp rồi lúc đó là mình sẽ cảm thấy nhục nhã. Cho nên cái đời sống mà tri túc là tốt. Thật ra tất cả các pháp tu tông phái nào cũng vậy, mục đích là làm thế nào để mà mình trở về với cái hiện tại. Tức là làm sao mà mình thanh tịnh trong sáng ngay trong cái hiện tại này là được. Cái nguyên lý là như vậy. Tại sao mình niệm Phật, tại sao mình trì chú, tất cả những cái đó là cũng đều chỉ là để cho mình trở về trọn vẹn với cái hiện tại mà không mong cầu gì nữa, không mong cầu gì cả. Thì có một cái điều rất kỳ lạ là chính khi mình trở về với cái hiện tại mà không mong cầu gì cả đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy thực sự hạnh phúc là gì. Còn mình còn có một cái lực mong cầu đó, thì là còn đau khổ. Trong cái cuốn mà cái thư thầy trò đó, trong thư thầy trò nó có cái thư mà của một cái người mà người chị mà bệnh ung thư mà gần chết nằm trong nhà thương đó. Yeah. Rồi người em vào thăm. Thì khi người em vào thăm thì người chị đó lúc đó, người chị đó là trước đây đó, cái người em thấy là cái người chị là có rất nhiều cái tham vọng, muốn cái này muốn cái kia muốn chương trình này, mà nhà thì giàu, cho nên khi mà bị ung thư như vậy là đưa qua Singapore để mà chữa, mà Singapore cũng thua luôn, thì là đành phải về nằm ở nhà thương Bạch Mai ở Hà Nội. Tức là ở đó thì là để chờ chết thôi. Nhưng mà đến một cái lúc mà bắt đầu chỉ ngồi để chờ chết thôi, tức là không còn cái hy vọng, cũng còn cái mong ước gì nữa cả, thì chị mới bắt đầu thấy ra hạnh phúc. Chị thích bắt đầu thấy ra hạnh phúc là gì? Khi người em mà tới thăm á, thì người chị mới hỏi người em là em có biết hạnh phúc là gì không?
Người em rất ngạc nhiên bởi vì cái người chị đó là cái người mà cứ muốn là thế này thế kia trước đây đó, là luôn luôn là muốn con phải thế này, muốn chồng phải thế kia, muốn gia đình phải thế này, muốn nhà cửa phải thế nọ, là cứ luôn luôn là cứ mong cầu. Bây giờ cái người chị đó lại hỏi người em là em có biết hạnh phúc là cái gì không? Thì cái người em cũng không biết nói, cũng không biết trả lời sao. Thì người chị nói rằng là chính là em đang ngồi bên chị đây là hạnh phúc. Tức là cái giây phút mà mình, thật ra tại sao mình lại mong cầu quá nhiều, mà tại sao bây giờ chị em đang ngồi với nhau đây là hạnh phúc rồi, thế gì nữa. À, khi là đến cái lúc nào đó mà người ta thực sự là buông xuống, người ta thực sự không không còn mong cầu gì cả, thì lúc đó chính là cái lúc hạnh phúc nhất. À, mà cái lúc đó đó người ta mới, đó là thầy chưa nói đến một cái mặt khác. Khi người ta buông xuống hoàn toàn mà không còn một chút mong cầu nào nữa, thì lúc đó đó nó mất cái trung tâm. Bởi vì con người mình luôn luôn là nắm giữ một cái trung tâm lại. Cái trung tâm đó chính là cái ta. Luôn luôn là mình dám nắm giữ cái trung tâm lại. Tại sao mà bên trình độ, bên mật tâm người ta niệm chú, niệm Phật, để mà người ta tin tưởng vào Phật, vào chú, hoặc là bên đạo Thiên Chúa mà tin vào chú. Thực ra cái mục đích là để phá cái trung tâm đó. Phá cái trung tâm mà con người luôn luôn là dựng lên cho mình một cái trung tâm. Ngay cả đôi lúc nếu mình không hiểu thì mình niệm Phật cũng đang tạo ra trung tâm. À, tức là mình vẫn tạo ra một cái trung tâm, một cái gì đó để an toàn. Luôn luôn là mình muốn giữ cái an toàn. Mà khi con người buông ra hoàn toàn là bây giờ không là cái gì nữa cả, không còn mong đợi bất kỳ cái gì nữa cả, thì lúc đó cái trung tâm nó mất đi. Mà khi cái trung tâm của mất mất đi đó, thì con người mình nó đồng với bản thân. À, tức là nó không còn cái tướng nữa, nó mất cái tướng luôn, thì nó trở về với cái tánh. Mà trở về với tánh thì nó đồng với thể tánh của tất cả bản pháp của chư Phật luôn. Đó, thì cái đó nó mới ý nghĩa thực sự của cái mà nói lên Tây Phương là vậy đó. Tức là mình niệm Phật cho đến lúc mà mình không còn gì nữa cả. Đó. Thành ra thực ra cái quan niệm mà mình có một quan niệm nó bị sai. Nói chung là người mà chưa không thấy rõ nguyên lý đều sai, cái lầm ở chỗ này. Cứ tưởng là mình đem cái nỗ lực cá nhân của mình để mà mình đạt được cái mình đem cái nỗ lực hữu hạn của mình ấy để đạt được cái vô hạn. Mình đem cái sinh diệt của mình để đạt được cái một không sinh không diệt. Điều đó không thể có được. Thì cái đó, đó nó chỉ là khi mà cái người ta còn tu mà đem cái nỗ lực cá nhân của mình mà để mà tu, mà làm tu thật tốt, tu làm sao mà tu càng ngày càng tốt hơn á. À, để mong cầu đạt đến một cái tốt đẹp hoàn toàn đó, thì chính là đang tu theo đạo Bà La Môn. Bởi vì đạo Bà La Môn là nó muốn tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là muốn cái con người mình nó trở thành một cái hoàn toàn. Nhưng mà ngược lại Đức Phật á, thì buông bỏ đi cái con người mình đi, tức là mình không còn có cái bản ngã, không còn có cái ta, không còn cái trung tâm nào nữa cả, mình hoàn toàn buông xuống. Tự nhiên nó mất cái trung tâm đi một cái, thì tự nhiên thấy hòa đồng với tất cả mọi thứ. Cái đó là cái đầu tiên mà người ta chạm phải cái thực tánh pháp, tức là cái pháp tánh, cái thực tánh, cái mà cái pháp chân đế, được gọi là cái thực tánh chân đế, là cái pháp mà nó là cái thực tánh muôn đời của pháp, của pháp. Còn mình thì mình cứ ở trên cái lao sao, trên cái sóng, mình cứ muốn thế này, muốn thế kia, muốn chạy 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 hoa, mình muốn cứ muốn cho nên cứ chạy hoa, mình cứ muốn mình từ A mình muốn đến B, B rồi đến C, đến cứ đến hoa, cứ đi hoa, thì mình cứ là cái nó gọi là sinh tử luân hồi. Còn khi nào mình buông hết tất cả những cái đó, mình chấp nhận mình như mình đang là, thì lúc đó mình là chạm phải được cái mà hôm qua thầy nói là cái thái cực mà nó một của dịch lý đó, mà nói thái cực, tức là dù lúc đó là đang ở trong cái tường là thái, cái là tường
bị hay là được cảm thì khổ gì đó, thì buông đi cái mà cái cá tính đó, thì nó sẽ trở về đồng với cái thể tính của cái thái cực. Đó, cho nên cái không cầu là như vậy. Nhưng mà khi mà đã không cầu rồi hết, mà đã trở về được với thể tính rồi đó, thì khi đó cái tâm nó trở nên rộng lớn vô cùng. Cho nên cái mà sở dĩ Đức Phật này dạy là mình không vô tướng vô tác vô cầu, là để mình đừng có khởi lên một cái mong muốn gì để mà cầu toàn cho cái cá nhân cái bản ngã nữa. Thì chính khi mà mình buông xuống hết cái trung tâm đó đi, thì lúc đó mình sẽ hòa vào với cái thực cảnh chân đế, cái tính chất giác ngộ của tất cả các cái người giác ngộ đó, là cái tính chất giác ngộ theo chỗ đó, chứ không phải là mình hiểu theo cái nghĩa sai á, là mình cố gắng tu tập để mình đạt được cái bậc thánh này, được đạt được bậc thánh kia, rồi đạt được bậc thánh đó như lâu thai vậy, không phải chỗ đó. Mà chính là khi buông ra đó, khi mình buông ra đó, thì mình mới là trở về lại với cái thực tánh muôn đời. câu hỏi của anh là cầu được chứ nguyện cho đừng có phiền não muốn nào chấm thức chấm dứt từ nào à không bây giờ thế này, cái đó thực ra là không phải cầu mà thực ra là nguyện. Cái nguyện á là nhờ tại cái nguyện như thế này, đúng ra cái người mà người ta đạt đến cái giác ngộ rồi á, thì lúc đó cái nguyện đó nó là nguyện, là cái nguyện vì tha muốn chia sẻ hai chỉ cho chúng sanh thôi, chứ còn không cầu gì cả. Nhưng mà bên này á là nguyện, tức là khi mình đã biết đi đúng hướng thì bây giờ mình nguyện đi đúng hướng. Cái nguyện đó nó cũng có một cái hay là thế này, bởi vì trong cuộc sống là nó rất nhiều hướng. Thí dụ như bây giờ thế này, mình giúp bố thí, giúp đỡ cho người khác, thì kiếp sau mình sẽ giàu. Mà kiếp sau mình giàu rồi á, mình lại không có một cái hướng đi mà đúng á, thì mình giàu rồi mình bắt đầu lại có tiền của, bắt đầu ăn chơi. Ăn chơi đôi lúc là dùng cái tiền đó để làm những điều ác nữa. Thí dụ như vậy. Cho nên người ta mình nguyện á, mỗi lần mà người ta làm cái việc thiện gì á, thì ta nguyện là nguyện được gặp chánh pháp. Nguyện cái việc làm này đó là cái việc làm để mà loại trừ cái bản ngã, cái tham sân si, cái u nhiễm. Chứ không phải là cái việc làm này là để mà là đạt được một cái gì đó. Tức là nguyện, tức là cũng giống như kiểu mà thầy nói, đặt đúng hướng. Tức là thay vì mình nếu mình cứ để như vậy thì nó có thể là nó sẽ ra lung tung. Nó có thể ra lung tung ấy. Nhưng mà nếu mình đặt đúng hướng thì nó sẽ ra cái hướng tốt. Như vậy ở đấy, cái nguyện ở đấy là nguyện đi đúng hướng, nguyện để xả ly cái bản ngã, nguyện để xả ly cái tham đắm, cái ô nhiễm. Thành ra là cái tập nguyện đó đó, cái tập nguyện này á là thực ra là cũng để giúp cho những cái người mà còn tu tập chưa thấy rõ thôi, chứ còn nếu mà thấy rõ rồi á thì không cần nữa, không cần cái nguyện đó nữa. Bởi vì cái người đang thấy rõ thì ví dụ như bây giờ mình sai thì thấy sai là mình điều chỉnh ngay cái sai đó, chứ không cần nguyện gì cả. Nhưng mà cái người mà chưa thấy được á, thì cái người đó nguyện tức là để cho tất cả những cái việc làm của mình nó đi đúng một cái hướng. Thì có nhiều người đó, có nhiều người là bố thí hoa để kiếp sau làm được làm hoa hậu. Mà không biết rằng là làm hoa hậu á là sau này nó sẽ rất khổ. Mấy người mà làm hoa hậu là khổ vô cùng. Nhưng mà trong cái đó mình cũng giống như cái người này đang làm phó giám đốc, tưởng làm giám đốc là sung sướng hơn.
ai dạy muốn lên làm giám đốc nó còn khổ hơn nữa. Mình tưởng rồi giám phó giám đốc thì mình khổ, cho nên lên giám đốc thì mình sẽ hết khổ. Nhưng mà nói như là Ajahn Brahm ở bên Úc ấy, thì ông nói là người ta muốn hết cái khổ này để mà đạt được cái lạc kia. Nhưng mà thực ra người ta chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác mà thôi. Người ta không biết rằng là người ta chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác. Thí dụ như có một hồi xưa đó, có cái ông sư bàn của thầy, ông cứ ngồi ông cứ nói với thầy, ông nói mình tu đâu có ai chăm sóc mình, thì nếu mình ra đời mình lấy vợ thì có vợ có người tính chăm sóc, sau này mình già mình có vợ có chăm sóc. Ông nghĩ như vậy. Nhưng mà ông cứ ra đời ông lấy vợ rồi ông biết là như thế nào đó. Cho nên thực ra đó là bây giờ ông thấy ông tu hành, ông thấy là không có ai mà bạn với mình bây giờ muốn ra đời để mà có lập bầu lập bạn người đó. Nhưng mà thực ra đó chính là đi đổi cái khổ này, tức là bây giờ ông thấy khổ mà ông muốn là sẽ hết khổ, thực ra là chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác rồi. Mà đến đời này mình cái câu nói đó rất là hay. Tất cả mọi cái mà mình muốn đạt đến đó, thì mình tưởng đó là sẽ sung sướng, nhưng mà thực ra là nó tới đó nó sẽ gặp một cái khổ khác. Cho nên á, niết bàn không phải là mong cầu để đạt đến một cái mà tối ưu, mà chính là buông đi không cầu gì cả thì niết bàn. Nó là buông đi không còn cầu gì cả thì lúc đó là niết bàn. Còn á, nhớ là cái điều này khác này, không cầu là khác, còn mình đáp ứng nhu cầu là một điều khác. Cái chữ nhu cầu nó khác với cái chữ cầu. Cầu là tham cầu, còn cái nhu cầu là khác. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước, nhu cầu là phải uống nước, không có nước để uống là không thể nào nói lâu được, ví dụ như vậy. Thì cái đó là nhu cầu, thì cái nhu cầu là khác. Chứ đừng có nghĩ rằng là nói thầy nói không cầu thôi, bây giờ ngồi đừng có cầu gì hết trơn là không được. Cái nhu cầu là phải đáp ứng cái nhu cầu, bởi vì nhu cầu chính là cái tất yếu của đời sống. Đó. Ví dụ như thầy nói là cái mít non, thầy lấy cái ví dụ trái mít non, nó cần phải cầu là chín, nó cứ làm tròn cái việc cái mít non của nó thôi. Nhưng mà cái nhu cầu của nó đó, là để làm tròn cái mít non này thì nó phải hút nước, hút phân bón, lá nó phải thở, đó là nhu cầu. Nếu không á thì không thể nào mà giữ được cái mít non đó mà nó sẽ chết luôn. Chứ đừng nói là tới chín. Không cầu là không cầu tới chín. Bởi vì cái trường chín á, cho nên bên đạo Thiên Chúa có một câu nói là rất hay. Con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Mà cái câu này có thể đổi lại thành bên Phật giáo mình cũng vậy, tức là con cứ sống tùy duyên thuận pháp, còn việc của con á thì để pháp lo. Nếu con cứ sống đúng tốt thì mọi chuyện là pháp sẽ lo hết. Còn nếu mà mình đã không sống không đúng tốt rồi đó, thì giờ cho mình có muốn cách mấy đó, cũng không thể nào được, phải không? Cho nên là không cầu là khác, nguyện là khác, và nhu cầu là khác. Nên mình phải thấy rõ hết á. Đức Phật là ngài chỉ dùng những cái lời để khai thị cho mình tự thấy thôi. Trong kinh Phật á có một cái điều mà Phật tử mình á là nhiều khi cũng phân biệt được điều này. Đọc trong kinh Địa Nguyên Thủy đó, là toàn bộ lời dạy của Đức Phật là để mượn nhân ngữ để chỉ sự thật thôi. Còn cái sự thật đó như thế nào đó thì lại để mọi người từ thấy đấy. Thí dụ như bây giờ thầy nói là này nước này uống đi đó, thì nói chừng đó là có bao nhiêu, nói như mấy nước đây uống đi, nói gì đó. Nhưng mà cái người cầm cái ly nước này mà uống đó, thì mới biết là nó là cái gì, mới cảm nhận được nó là ngọt chua như thế nào đó. Thì cái đó người đó mới từ mình thấy ra. Cho nên tất chất tâm vi đi tắc bô vi nhu ý, tức là
mỗi người từ từ chứng nghiệm mà thấy ra, thì cái ngôn ngữ nó không có diễn đạt được. Cho nên bởi chính vì vậy cho nên thầy mới hôm qua thầy mới nói đó, đạo Phật khác mà Phật giáo nó khác. Đạo Phật tức là chính Đức Phật là người giác ngộ, bây giờ ngài chỉ cái gì là cái đó là đúng, cái đó là như thật rồi. Còn bây giờ mình chỉ nghe qua cái ngôn ngữ của ngài, mà cái ngôn ngữ đó thì đâu có cái nước đây uống đi, thì bây giờ nếu đem cái câu đó ra mà cứ nói cho mọi người thì không ai biết dùng gì hết. Nhưng mà cái nước nó nằm đây mà thầy nói nước đây uống đi thì nó là hoàn toàn khác. Lúc đó mình mới là cầm cái nước này mình uống, mình mới biết nó là cái gì. Cho nên khi Đức Phật ngài chỉ thẳng vào sự thật thì người ta giác ngộ ngay cái sự thật đó, đó. Mà sự thật đó nó không phải là ở đây Đức Phật ngài đưa ra nói ném đi như nước đây uống đi, mà tất cả những sự thật Đức Phật ngài chỉ ra đó thì đều đã sẵn có trong mọi người, không có ai hơn ai hết đó. Tất cả mọi người đều có hết đó. Nhưng mà Đức Phật ngài mình nói ngài hơn là bởi vì ngài đã thấy ra tất cả những cái đó, còn mình không thấy ra thì mình cứ tưởng mình không có gì hết. Chỉ mà có hơn là hơn cái chỗ là ngài thấy ra được hết cái tất cả những cái mà cái thật đó, còn mình không thấy ra, không thấy ra cho nên mình mới chạy đi tìm lang thang. Mình lang thang chạy đi tìm nó mà mình không biết rằng là mình có sẵn vậy thôi. Cái khác nhau là khác nhau từ đó. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Giờ mình có một cái cục kim cương, nó giá trị là bằng một số tiền là giá sử như là 10 tỷ đi. Thì Đức Phật cũng có một viên kim cương mà cũng giá trị cũng 10 tỷ thôi, tức là mình với ngài hoàn toàn bằng nhau. Tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này đó, tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này là hoàn toàn giá trị bằng nhau hết. Nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là Phật là đã hoàn toàn thấy ra cái giá trị đó. Còn mình thì không thấy ra nên mình mới cứ là phải đi tìm kiếm từng nơi từng đến mà tìm kiếm cái mà không ra gì cả, còn cái cái mà mình nó sẵn có đó thì mình cũng biết, mà khác nhau là khác chuyện đó thôi. Chứ còn khi giác ngộ đó thì hoàn toàn bằng nhau, chẳng lẽ là Phật A hơn Phật B, B hơn Phật C sao? Phật giác ngộ là bằng nhau hết, tại vì tất cả mọi người đều đã bằng nhau sẵn rồi ngay từ đầu, bình đẳng ngay từ đầu. Bây giờ mình thấy một cái người đó họ giết người cướp của, họ làm những việc tội ác, thực ra mình khinh thường người đó rồi mình muốn là giết hại cái người đó đi, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực ra đó thì cái tội của họ là cái tội họ không nhận ra được cái giá trị thực của họ, cho nên họ mới làm chuyện đó vậy thôi. Còn mình nhận ra được ít một phần nào đó giá trị cho nên mình cũng làm cái điều đó nữa. Còn Đức Phật là cái người đã nhận ra hoàn toàn cái giá trị của mình rồi, cho nên không còn làm bất kỳ cái điều gì để tìm kiếm bất kỳ điều gì cả. Nếu như mà mỗi người mỗi khác ấy, thì sao lại không vô tướng vô tác vô cầu? Phải không? Người này không vô tướng vô tác vô cầu thì nó sẽ ra khác, người kia không vô tướng vô tác vô cầu thì nó sẽ ra khác, nên làm sao bằng nhau được? Nhưng mà cái chân lý nó đã bằng nhau ở tất cả mọi người. Nó cái giá trị nó tuyệt đối bằng nhau ở đây mọi người rồi. Cho nên có tưởng là mình là thua người kia, cho nên cái mình cho là mình thua người kia cũng là ngạ mạn đó. Chẳng phải là mình hơn người ta mới là ngạ mạn đâu, mà mình nói mình thua người ta cũng là ngạ mạn. Không có ai hơn ai thua gì cả. Chỉ có cái là cái người đó chưa thấy ra được. Mà thầy như ở mình ba tâm được thì nói là Phật tánh là chẳng cùng cái ý nghĩa đó là Đức Phật á, thì đôi lúc Đức Phật cũng có nói đến chữ Phật tánh. Phật tánh hoặc là gọi là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát tri quyến, đó là năm cái phần đó gọi là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân đó ai cũng sẵn có hết á. Có cái cho nên là nếu mà mình không hiểu là mình cứ hiểu lầm đạo Phật hoài, tại vì do cái người đó không hiểu là mình có sẵn cái giới định tuệ giải thoát tuệ giác tri kiến, cho nên cái người đó Đức Phật ngài mới đặt ra giới định tuệ chế định,
tức là tạm thời cho cái người đó là sử dụng cái giới định tuệ thế định cái đạt, cho đến cái lúc mà người đó nhận ra được cái giới định tuệ thế, thì cái giới định tuệ tự tánh. Cho nên thầy có phân biệt ra hai cái loại giới định tuệ tự tánh và giới định tuệ chế định. Thì mình thường là nhầm lẫn cái giới định tuệ chế định với cái giới định tuệ tự tánh. Bây giờ năm vị kiều Trần Như thì trước đó là tu theo ngoại đạo, đâu có giới định tuệ gì. Thế tại sao được Phật ngài giác pháp thì là đắc đạo quả được? Mà không có giới định tuệ thì không thể đắc đạo quả. Vậy thì giới định tuệ đó là giới định tuệ gì? Giới định tuệ đó phải là giới định tuệ tự tánh đó, chứ đâu phải là giới định tuệ chế định. Sau khi rất rất nhiều vị A La Hán đắc đạo quả mà chưa có giới định tuệ chế định gì hết, ngài chỉ thẳng vào cái sự thật để thấy thôi. Mà đến sau này đó, vì người ta không thể thấy được cái thực đó, cho nên Đức Phật ngài mới tạm thời sử dụng cái giới định tuệ chế định. Thì cái giới định tuệ chế định này đó, nó phải đến một cái mức mà gọi là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ. Cái chữ tăng thường này á, là mình dịch cũng hơi sai đó. Tăng thường là mình tưởng đâu mình giới mình giữ sơ sơ, rồi sau mình giữ câu cao hơn, rồi câu cao hơn mình tưởng đó là tăng thường, mà không phải. Cái chữ tăng thường giới này á, tức là giới tự tánh á. Còn cái giới mà của cái mà giới định tuệ mà chế định á, là cái giới định tuệ đó, giới định tuệ giới hạn tạm thời ứng cho những cái người sơ cơ hoặc là người ta chưa có thấy ra được cái thực tế. Ông Angulimala, ông giết người như vậy mà sao ông đã đạt quả được? Ông mà Udayi đó là ông nói là phàm giới không có giới nào mà ông không phàm. Thế thì tại sao ông đã đạt quả được? Tức là ông đã đạt được cái tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ, mà chữ đó là Athi Sila, Athi Samathi, Athi Panya. Cái chữ Athi này đó tức là vọt bậc lên. Chữ Athi đó nó bậc trên, tức là cái giới bậc trên, chứ không phải là cái giới mà cái kiểu mà tạm thời mà. Athi biết sao cơ vậy? Athi là chữ A, là chữ D, chữ H, chữ Y. Tức là Athi nó là vượt lên. Thì khi đó, ban đầu thì cứ tạm thời cái giới định tuệ đó, nhưng mà khi vượt lên cái khoảng cái giới định tuệ đó mới là vào được cái giới định tuệ tự tánh đó, mà cái đó thì gọi là cái bản chất mà sáng suốt định tĩnh trong lành ở nơi mỗi người. Và khi mình không bị che lấp cái gì nữa thì tự động cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó chiếu tỏa ra. Cho nên có một vị thiền sư nói là tấm địa nhược không tuệ nhập tự chiếu. Tức là nếu mà cái tâm của mình mà nó rộng lặng trong sáng, rộng lặng thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ chiếu. Nó giống như cái bầu trời đó, tuệ nhật nó tức là cái mặt trời tuệ đó. Nếu cái bầu trời mà nó không, như bữa nay không có mây có đồ gì nó sáng chói vậy đó. Mà khi nào có mây hết là nó không sáng chói. Cho nên khi mà cái tâm mình mà nó trở về lại cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tự tánh đó, thì nó từ nó chiếu sáng, nó sáng có rồi. Cho nên nó mới nói rằng là ở đây mỗi người nó đã sẵn có hết tất cả mọi thứ mà mình chưa có phát hiện ra, cho nên mình không sử dụng được. Và mà cái không phát hiện đó là khổ một cái nỗi đó, là do vì mình tưởng tượng nó quá cao. Thầy lấy một ví dụ như thế này thôi, đó là mình tưởng một vị A-la-hán là quá cực kỳ là ghê gớm, là mình cứ tưởng tượng như vậy. Nếu mà như vậy á thì Đức Phật là còn dữ dội hơn nữa, phải không? Để các vị A-la-hán cũng Đức Phật còn dữ dội hơn nữa. Thế mà Đức Phật á, là một hôm á, là có một cái người đó nghe đồn Đức Phật, và ông ta từ thấy là kính trọng Đức Phật, cho nên ông mới từ mặc y, từ mặc mang y và mang bát từ La Công Sư. Thì nhưng mà ông đi tìm Đức Phật, ông đi tìm Đức Phật thì trên đường đi tìm Đức Phật á, thì ông đi tới cái chỗ đó thì trời tối, ông mới ghé vào nhà, vào cái nhà đó,
ông xin tá túc. Thì cái người nhà đó người ta nói ông vô trong cái chuồng ngựa đó mà ở, thì ông vô trong chuồng ngựa. Thì Đức Phật ấy, ngài cũng biết là cái ông này ông tìm ngài, và ông cái tâm của ông là đã đến cái lúc mà có thể là giác ngộ được. Đức Phật ngài cũng đi đến cái nhà đó, ngài cũng xin tá túc. Thì cái người nhà đó mới nói ông cũng vô trong, có một cái ông đã ở trong chuồng ngựa đó rồi, bây giờ ông cũng vô ở với ông kia đi. Thì Đức Phật ngài vô trong cái chuồng ngựa đó. Nếu mà cái ông mà cái chủ nhà đó mà nếu mà Phật mà tưởng tượng như thử là ghê gớm lắm đó. Thì cái ông đó ông thấy là ông đã lo ông này ông rồi chứ ông còn cho vô chuồng ngựa làm gì? Yeah. Mình phải biết rằng Đức Phật phải như mình nghĩ, nhưng mà phóng đại lên quá dữ đó. Thì Đức Phật ngài mới đi vào trong cái chuồng ngựa đó nằm ở đó. Thì hai người mới gặp vào trong chuồng ngựa mới là hỏi thăm nhau. Thì Đức Phật ngài hỏi thăm thì ông kia ông mới nói là hỏi ông tu với ai. Tôi là tu với Phật Gotama, Phật Thích Ca. Đó, ông có biết được Phật Thích Ca là ai không nữa không? Thì Đức Phật ngài cũng nói ta là Phật Thích Ca gì hết trơn, ngài không nói gì cả. Thì ngài ngồi ngài mới nói tâm sự, ngài nói đạo này kia, nói chỉ bày sự thật. Thì các ông thì ông giác ngộ ra, ông giác ngộ ra một cái thì ông mới chết rồi. Đây là Phật rồi. Nghĩa là ông quỳ xuống ông lại. Chứng tỏ ông kia ông cũng thấy Phật là ai mà. Chứ đâu phải mình. Cho nên đó là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là cái bậc bình thường nhất trong tất cả những người bình thường. Bởi vì đó, nếu mà có một người bình thường nào đó, mình cho là một người bình thường hết sức đấy, như thử là một cái người thì quét dọn cắt cỏ hoặc làm cái gì đó đi, thì bây giờ mà đụng chạm tới họ là họ còn tự ái, tức là họ cái bình thường của họ nó vẫn còn có cái chỗ mà còn đụng chạm được. Còn một vị là A-la-hán là bây giờ có làm gì gì đó cũng không có thấy đụng chạm gì hết, tức là nó quá bình thường đấy, nó bình thường đến cái độ mà không có gì hết đấy. Tức là một cái người bình thường nhất vẫn còn có một cái gì đó để mà ta đây, còn A La Hán cũng còn ta đây nào hết trơn. Thế mà mình lại cứ tưởng là A La Hán phải là một cái gì đó mà ghê gớm. Cho nên chính vì vậy cho nên người ta mới mong cầu. Lạc Tự nói rất là chính xác. Lạc Tự nói là tuyệt thánh khí trí, tuyệt thánh khí trí, tức là và dẹp bỏ cái lý trí mà tính toán là để mà đạt thành thánh đi. Thì là thành thánh rồi. Giống như ông thiền cũng nói là gặp Phật giết Phật. Ở đó con đọc nghe nó cái gì. Gặp Phật giết Phật là ý nói rằng là mình không tin tưởng vào bất kỳ ai. Giống như ngài Xá Lợi Phất á, khi ngài đắc đạo đắc của A La Hán rồi, ngài nói giờ ta không có tin tưởng gì ai nữa hết trơn. Ngài nói giờ đi, ngài nói về mấy cái vị kia đó, nói rằng ông này phản bội. Đức Phật nói ông này là đại trí tuệ gì mà ông phản bội, ông mới là ông mới tu một thời gian, bây giờ ông phản bội Đức Phật, ông nói ông không tin ai hết. Và mới tới bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài mới xác nhận bằng một bài kệ. Và trong bài kệ đó thì Đức Phật ngài nói là cái người mà đã đạt đến cái chỗ A La Hán rồi á, là không còn tin tưởng, không còn bám víu, không còn mong cầu đi tới bất kỳ một cái gì nữa. Người nó đã hoàn toàn buông xuống, đó chính là A La Hán. Cho nên nhiều khi là mình vẽ ra, mình vẽ ra, đâm ra là mình tưởng tượng, mà mình cứ chạy theo cái tưởng tượng của mình. Cho mình phải trở về với cái đời sống rất bình thường của mình. Mà khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh trong sáng với tất cả cái bình thường, cái từ mà tinh tấn chánh niệm thực giác của Đức Phật á, chỉ có nghĩa đơn giản là thế này thôi. Tức là trở về trọn vẹn trong sáng với cái đang là. Thì có rất đơn giản là vậy đó, không nghĩa gì cao siêu hết đó. Là mình là hiểu lầm, là mình là cố gắng, mình chỉ tin tấn là mình phải cố gắng, rồi chánh niệm là mình phải niệm cho liên tục. Tỉnh giác tức là mình phải biết cái này biết cái kia, không phải mình đi nằm đi ngược đi ngược cái trời. Thực ra là chỉ cần trở về trong sáng là như thế, mình uống nước thì mình biết uống nước,
ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, đứng nằm ngồi, đứng đi đứng nằm ngồi. À, thì cái ví dụ như bên trình độ người ta niệm Phật cũng mục đích là để đạt đến cái thân tịnh trong sáng. À, bên mật tông người ta niệm chú cũng mục đích là để trở về với cái thân tịnh trong sáng. Mà cái thân tịnh trong sáng đó là cái bản chất mà thầy nói hồi nãy đó, bình đẳng ở đây tất cả mọi người. Và thầy nhiều khi hiểu vậy nhưng mà cái tập khí cũng khó. Con đi chẳng hạn ví dụ như trong cái khu trong cái chuyện tu tập con nhưng con hiểu vậy, cho nên khi mà khởi lên á thấy nó rồi nó cứ khởi lên vậy, nên giống như nhiều khi con không phải cố ý, không phải cố ý là như vậy nhưng mà nó quen là như vậy. Thành ra tương tự đó thì cũng tu tập. Không phải là tu tập. Bây giờ này, ví dụ như đây, thầy lấy cái này thầy cột lại, thì bây giờ làm sao gỡ đây? Thì mở ra nhân. Thì mở ra là cái mở ra là mình phải biết là mình cột sao. Bây giờ mở ra giờ đó là sao? Yeah. Vậy, đó. Vậy thì thế này, mình đã có một quá trình vì vô minh ái dục cho nên mình cuộc vô rất là nhiều. Vậy thì đơn giản bây giờ là thế này, trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra, để thấy ra mà mở. Dạ. Nhưng mà bây giờ mở là bây giờ mình chưa mở, bây giờ nó là cái đàn cột như thế này mình chưa mở mà mình cứ muốn là ra thôi. Muốn làm sao mà nó đừng có cái này, làm sao đừng có được, bởi vì mình đã cột nó như thế nào rồi á, thì bây giờ mình phải gỡ ra thôi chứ không có cách nào mà. À, vì vậy cho nên á, tất cả những tập khí, cái đó gọi là tập khí, tất cả những tập khí mà mình đã tập nhiễm rồi á, bây giờ chỉ có một cách là đầu tiên á, cái việc đầu tiên cơ bản nhất á là phải trở về là thân thể trong sáng cái này, tức là trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng này đã. Đó. Cho nên niệm Phật niệm chú là vậy đó, tức là phải trở về với thanh tịnh trong sáng đã. Rồi khi bắt đầu thanh tịnh trong sáng đó, mình lấy cái thanh tịnh trong sáng đó, lấy cái tâm thanh tịnh trong sáng đó để mà coi. Thí dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình là mình ngồi mình làm tụng bài tụng bà gì đó, giờ nó thành một cái đống chỉ rối rồi, nó một đống chỉ rối rồi. Và bây giờ là mình dục nó đi á thì mình không có chị để mà xài. Chỉ có đóng chị này thôi, mà bây giờ mình dục nó đi thì không có mà xài. Nhưng mà bây giờ mình cứ rút xuống lung tung thì nó kẹt thêm. Vậy chỉ có một cách duy nhất thôi là phải bình tĩnh sáng suốt lại. Mà ngồi mà nhìn bình tĩnh mà nhìn, sáng suốt mà nhìn để coi và thử là nó trước cái mối nó nằm ở đâu. Khi thấy ra được cái mối của nó nằm ở đâu, mình giật coi thử nó liên hệ tới đâu, rồi bắt đầu mình rút ra đường chút, giật rồi mình rút ra đường chút, nó từ từ thôi nhé. Chứ bây giờ mình nó lại sai ở một cái chỗ này, bây giờ cái tâm mình sân nổi lên cái là mình muốn làm sao dẹp nó đi liền. Mình phải xem từ cái sân nó là nguyên nhân nào mà nó khởi lên, cái hậu quả của nó như thế nào. À, đó là lúc đầu là thấy vậy thôi, rồi sau mình mới thấy là nó sinh như thế nào, tức là nó khởi tâm sân nó như thế nào, rồi nó kéo dài như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, mình phải thấy nó rõ. Và cứ mình chưa rõ đó, khi nào mà mình, nếu một người mà hoàn toàn thấy rõ rồi đó thì nó không bao giờ xuất hiện lại. Còn nếu nó còn xuất hiện lại thì may mắn cho mình. May mắn cho mình là để mình còn thấy rõ nó. Vậy thôi. Bây giờ ví dụ như thế này đi. Thầy lấy em ví dụ cho nó dễ hiểu. Bây giờ có cái thằng ăn trộm mà nó cứ vô đấy, nó ăn trộm nhanh ngoài. À, thì bữa đó, mình thấy cái bóng nó đi qua cả. Nó đi mất. Tìm hoài không ra. Bấm pin chỗ nào cũng thấy. Thế mai mốt nó, mình lại thấy nó xuất hiện một lần nữa. Thì mình là muốn nó biến mất. Mình muốn nó biến mất nhưng không bao giờ nó biến mất hết trơn á. Mình nó chỉ chờ mình là không cảnh giác là nó vô chứ không có biến mất. Ăn trộm là mình không cảnh giác là nó biến mất.
Vậy thì bây giờ nếu mình cảnh giác để mà biết nó thì nó càng xuất hiện nhiều lần chừng nào càng tốt của nó. Bởi vì mình càng biết mặt nó là một này, biết nó xuất hiện lúc nào này, biết nó xuất hiện cách thế nào này, biết nó làm gì này. Nếu mình biết hết tất cả những cái đó thì không bao giờ sợ ông trộm được. Yeah. Không bao giờ sợ ông trộm được. Tập khí của mình cũng vậy. Mình đã gieo cái tập khí đó lâu đời rồi. Cho nên bây giờ mà mình cứ đòi nó hết. Mà trong khi đó mình cần phải thấy rõ nó, nguyên nhân hậu quả của nó, thấy rõ cái sinh cái diệt của nó, thấy rõ cái lời cái hài của nó như thế nào. Thì khi đó mình mới có thể là không bị nó khó dễ, mình làm không khó dễ nữa. Bây giờ con là làm thầy thuốc, cho nên thầy lấy ví dụ thầy thuốc. Ví dụ giờ thầy đang ngồi vườn, thầy không biết cây gì con trồng là để mà làm cái gì hết trơn. Thầy lấy cái lá mà cái lá nó đập rồi nó uống vô, cái lá đó nó để dùng để mà sổ. Mình biết cái mình đem vô ăn thịt nhiều cái rồi nó đau bụng. Ví dụ như vậy, đó là cái người không biết. Vậy thì bây giờ không phải là mình không muốn. Ví dụ như bây giờ thầy vô đây thầy không biết gì cả, cái thầy nụ cái cây đó thầy ăn mà nó đau bụng, thầy kêu người ta tới nụ bỏ hết vứt hết, đó là sai. Thế còn cái người thầy thuốc người ta giỏi thì người ta sẽ biết là cái cây đó nó có tính dùng nó như thế nào, thì người ta sẽ biết dùng liều lượng nó như thế nào. Thì có thể nói rằng là tất cả các pháp á, nó có sẵn ở đây mình hết, cái gì cũng có sẵn hết rồi, mà tại mình không biết rõ nó cho nên mình sử dụng sai lầm mà mình bị tai hại thôi. Còn nếu mình biết hết tất cả những cái trong con người mình đó là cái gì á, biết rõ hết kể cả tham sân si, nếu mình biết rõ hết tất cả tham sân si tánh tướng thể dùng của nó như thế nào, cái gì thế nào đấy, thì không bao giờ còn sợ tham sân si nữa. Nhưng mà mình lại không chịu như vậy, mình chỉ mới thấy mình ăn đau bụng một lần là coi như mình dỗ bỏ hết, muốn bỏ hết rồi cái là ta. Nhưng mà nhiều khi bản thân mình cũng không phải là đau bụng nữa, mà do người ta nói. Ví dụ như bây giờ mình tin Phật, Phật nói là sân nó không được, tham nó không được, phải dẹp đi, là coi chừng. Nhiều khi Phật nói ý khác, mà mình biết, mình chưa hiểu, mà nói chung là mình chưa hiểu được đâu. Cho nên Đức Phật ngài nói là thế nào là chánh biến tri? Đức Phật nói chánh biến tri là thấy nguyên nhân hậu quả, thấy sự sinh diệt diệt vọng và sự nguy hại của một pháp, thì khi đó mới là xuất ly được pháp đó. Cái xuất ly ở đây có nghĩa là mình độc lập với nó, mình không có bị ảnh hưởng, không bị nó chi phối nữa. Mình thì có một cái mà cái trong đầu óc mình nó đã hình thành một cái tập khí. Cái tập khí nó cũng nặng hơn những cái tập khí tham sân đó. Đó là cái tập khí cứ nghĩ rằng là phải diệt cho xong mấy cái đó, mà không phải, mà là thấy ra chứ không phải là diệt. Thấy ra được, giống như là một thầy thuốc mà thấy ra được tất cả cái cây cọ như thế nào đó. Thấy ra rồi là từ bây giờ ngủ ăn nghỉ yên, ngủ yên chứ không có sợ gì nữa hết. Khi nào cần thì sẽ dùng cái nào mà không có bị tai hại gì cả. Giống như mình á, thì mình vô trong rừng mình sợ cọp, mà trong cái Discovery đó, thấy có cái ông đó, ông rất là luôn, ông vô trong rừng ông chơi với cọp tinh bơ là luôn. Có người thì vô là chơi với chó sói rất bình thường, không bị gì. Tức là người ta hiểu thấu được cọp như thế nào, người ta hiểu thấu được chó sói như thế nào, cho nên người ta có thể vào trong chó sói và vào trong cọp chẳng có sợ gì cả. Mình hiểu lầm đạo Phật rất là nhiều. Ví dụ như khi Đức Phật ngài nói là vô thường khổ vô ngã, thì mình đâm ra sợ cái vô thường khổ vô ngã để mình tìm cách nào đó để mà mình đạt được cái mà không còn vô thường khổ vô ngã nữa. Không phải như vậy. Thực ra khi mình thấy ra được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của không rồi, thì mình
nó đã đương nhiên như vậy rồi, cho nên mình không còn đòi hỏi gì cả. Thì chính cái khái mà khi mình thấy nó là đương nhiên, là vô thường của vô ngã rồi, mình đòi hỏi gì cả thì là không có gì khổ cả. Thì đó là giác ngộ giải thoát á. Chẳng phải là giác ngộ giải thoát có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái vô thường của vô ngã đó. Cho nên nó có một cái ông nhà văn, hình như người Đức hay người gì đó, ông Hermann Hesse. Ông người Đức á. Ông nói là ông là đạt Thiên Chúa. Và khi ông hiểu Đạo Phật á, ông cũng hiểu một cách rất là kỳ lạ. Ông nói là ông viết cái câu chuyện mà câu chuyện dòng sông. Thì trong cái câu chuyện dòng sông ông có đề cập đến một cái đoạn mà hồi đó thầy đọc thầy cũng không hiểu tại sao. Ông đọc mới trong cái nhân vật đó là Tất Đạt với là cái Thiền Hữu. Thì Thiền Hữu đi vào nghe Đức Phật thì là hoàn toàn tin Đức Phật và bây giờ cứ đi theo Đức Phật để mà làm theo lời Đức Phật dạy. Còn ông thì ông nghe Đức Phật thì ông nói là giáo pháp của Đức Phật là hoàn hảo, nhưng mà có một chỗ sơ hở, cho nên á ông không theo. Ông đi ra từ mình sống đặc biệt cuộc sống đại khái ở đây, rồi sau đó ông giác ngộ. Thì á sau này thầy hiểu ra được cái chuyện đó, thầy đã hiểu được cái chuyện đó là thế này: mình sai lầm một cái chỗ cực kỳ sai lầm, đó là Đức Phật á, mình ai cũng biết ha, Đức Phật là trải qua là rất nhiều A Tăng kỳ kiếp để thành Phật. Hay như vậy không? Đó. Ngài đã từng tu ngoài đạo, thậm chí là kiếp cuối cùng mà vẫn còn tu theo ngoài đạo, vẫn còn là tu khổ hạnh nữa. Rồi sau đó mới là giác ngộ. Vậy thì cái giác ngộ của Ngài đó là một trải nghiệm cực kỳ lâu dài. Thế thì bây giờ đó, Ngài lại nói cái thành quả đó, tất cả cái thành quả mà của Ngài nói ra đó, bây giờ mình lại đi học cái thành quả đó một cái, là mình áp dụng cái thành quả đó để thành Phật ngay. Thì đó là chuyện hoàn toàn trái ngược. Chỗ đó chính là chỗ sơ hở. Mà sơ hở đó chính là mình sơ hở. Thực ra Đức Phật Ngài chỉ nói sự thật thôi, chứ Ngài không có sơ hở. Nhưng mà cái sơ hở chính là ở chỗ Thiền Hữu hoàn toàn tin tưởng vào như vậy mà làm như vậy, thì Thiền Hữu không đạt được. Nhưng mà ông này ông hiểu, cũng hiểu Đức Phật nói, ông hiểu được Đức Phật nói, nhưng mà ông lại trải nghiệm trở lại. Bây giờ cứ hiểu ý thầy nói không? Bởi vì giống như thế này, bây giờ một người làm toán thật giỏi, bây giờ nó được tiến sĩ toán học, đã từng là trải qua không biết bao nhiêu cộng trừ nhân chia sai, giải phương trình sai, rồi cái này cái kia sai sai, cho đến bây giờ nó mới đắc đạo và mới đạt được cái là tiến sĩ toán học này. Thế bây giờ là bây giờ mới đưa ra một số cái công thức, rồi bây giờ là những cái người học sau này đó không cần khám phá, không cần gì hết trơn á, là cứ lấy cái đáp số đó mà ghi vô trong cái bài bài toán là xong rồi. Cái bài toán xong rồi cái đặt cái đáp số vô là xong. Không chịu thực ra, không chịu tự mình trải nghiệm, không chịu tự mình thấy ra, mà lại áp dụng cái lời Đức Phật dạy. Mà hồi hôm qua thầy đã nói rất rõ, thực ra Đức Phật Ngài chỉ dạy cho cái ông A đó thôi. Cái bài kinh nói là Đức Phật Ngài chỉ dạy cho ông A đó thôi, chẳng phải dạy cho người khác. Tức là trong kinh của Đức Phật đó, cho nên Đức Phật Ngài mới nói cái ví dụ cái loại cây đó. Tức là người đến học pháp của Như Lai giống như người đi tìm loại cây. Thì Đức Phật Ngài mới nói là có người đi vào trong rừng muốn lấy loại cây về, nhưng mà lại lấy cành lá về. Người thì lấy cái vỏ về, người lấy cái giác về. Vì sao vậy? Vì người đó không thấy được loại cây. Còn một người khác thứ hai thì sau khi vào trong rừng đốn hết tất cả mọi cái cành nhánh lá, lột bỏ rồi
bỏ cái giác đi, chỉ đem cái loại cây về thôi. Sau đó Đức Phật Ngài mới nói cái cô kệ là nói là người nào mà không được, không thấy được cái chính là cái chính, cái phù là cái phù, mà tự cái chính là cái phù, tự cái phù là cái chính, thì người đó không bao giờ thấy được cái chính. Đó này hay là vậy. Thế nên trong cái mà học và giáo pháp của Đức Phật á, nếu mà không thoát ra được á, là nó trở thành sai. Cho nên thầy phải có một cái ví dụ để mà chứng minh cái điều này. Có một cái một nhà khoa học người ta nên muốn coi chân con rít á, nó đi cách nào, thì ông cứ là bắt con rít về đó, ông dùng máy, dùng nhiều, rất nhiều phương tiện để ông nghiên cứu, rồi ông thấy rằng cuối cùng á, ông đưa ra một công thức của chân con rít đi, công thức rất chính xác, ông đã thí nghiệm liên tiếp như này á, công thức rất chính xác, cho nên ông công bố cái công thức đó ra. Thì mẹ con rít á, con rít mẹ đó nó mới đẻ rít con, nó mới thấy được cái công thức đó, nó hay quá, bây giờ kêu rít con tới lại đây, mẹ dạy cho mà đi. Đó là bây giờ chân số 1 dỡ lên. Thì nó mới, thế mà nó nói mẹ chân số 1 là chân nào vậy? Con nói bác không, nó học cho thuộc cái chân số 1, số 2, số 3, số 4 là cái gì cái đã. Nó học cho thuộc xong rồi á, bắt đầu bà mới nói chân số 1 dỡ lên, thì nó dỡ lên. À, chân số 2 dỡ lên, chân số 3 dỡ lên. Thì cuối cùng nó vẫn đứng chỗ, nó đi cũng được. cái con rít mè nó dạy mấy lần nó ngu quá, đi cái để lại chỗ cái nó đi. Là bởi vì sao? Là nó ngược, làm ngược, tức là cái nhà khoa học ấy, ta nghiên cứu từ nó con rít đi để ta ra công thức, chứ không phải lấy công thức để mà đi. Hiểu không? Hiểu ý này đó. À, tự nhiên cái bây giờ mình lấy đáp số của Đức Phật thôi, rồi bây giờ mình cứ ngồi mà mong cầu đắc tứ đại hoàn tứ đại hàm a la hán, mà theo cái ý nghĩa của mình ấy. À, theo cái quan niệm của mình ấy, thì nó sai lắm. Cho nên cái ý với ông Hồ Tinh Sáng, ông nói là thì cái ông Tất Đạt ấy, cái ông Thiền Hữu ấy, cứ tin Đức Phật mà áp dụng ngoài không làm được. Bây giờ này, bản thân mình á, mình cứ làm, rồi mới bản thân mình phải tự thấy cái sai, tự thấy cái sai rồi mới là điều chỉnh, thì mới được. Còn mình tự nhiên mình cho nó sai sẵn rồi, hay là nó đúng sẵn rồi, cho nên bây giờ mình cứ làm cái đúng thôi. Cái đúng chỉ phát xuất từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng. Ví dụ như bây giờ một cái người họ đi giỏi, họ đi giỏi là bởi vì nó họ từ bé nó té lên té xuống, rồi họ từng vấp ngã, rồi họ biết sai, rồi dần dần rồi bây giờ họ đi là không còn vấp ngã nữa, thì cái người đó là bây giờ mà sợ gì mà đi một cách hoàn chỉnh là bởi vì trải qua không biết bao nhiêu cái sai mà học ra một cái tiến trình của cái sự tu tập nó là như vậy. Mình là bây giờ mình áp dụng ngay cái đúng sai mà Đức Phật Ngài nói rồi, cho nên mình cứ làm theo cái đúng thôi, mình cứ làm theo cái đúng thôi. Mà khi mình đi làm theo cái đúng thì mình chỉ là bất chước thôi. Cũng như bây giờ mình đóng vai như một ông vua thì không phải là ông vua đó. Bây giờ mình thấy ông vua, mình cứ đóng vai, mình cũng đi như ông, rồi mình cũng làm như ông, cũng phải là ông vua. Mình chỉ bất chước thôi, chứ làm sao làm ông vua được. Còn làm ông vua đó, thì cái người đó nó phải là, phải có cái tiến trình của nó, thì nó mới đưa đến là ông vua. Đại khái như vậy. Cũng như cái người kia mà học tới cái tiến sĩ toán đó, thì phải là có cái tiến trình của nó mới tới đó. Chứ không thể bây giờ mà cứ đem cái kết quả mà đó mà đem mà áp dụng được đó. Cho nên thầy không nói không dùng cái từ áp dụng, mà thầy chỉ dùng cái từ ứng dụng và là sử dụng thôi. Tức bởi vì mình có sẵn, bây giờ mình ứng dụng ra, mình sử dụng ra,
Chứ áp dụng là có một cái là của ai đó, mình đem vô, mình áp vô, mình dùng, là gọi là áp dụng. Đó. Thì thường thường cái tu hành của mình đó là cứ áp dụng không? Áp dụng công thức. Cho nên cái cách mà dạy vi diệu pháp á, thì mọi người sẽ học, sẽ thấy hết. Không cần phải học, mình nhớ hết trơn, mà đọc thuộc lòng á, không kiểu đó. À. Bởi vì khi nói đến cái tâm nào, cái tâm sở nào đó, thì mình phải chỉ sao để cho người ta thấy rõ được cái tâm sở và tâm đó, tâm sở đó như thế nào, thì tự nhiên người ta không bao giờ quên nữa. Yeah. Không bao giờ quên cả. Người ta có thể quên cái từ nếu là từ gì, nhưng mà cái sự thật đó thì không bao giờ người ta quên. Cho nên cái cách mà giảng pháp của người, tức là nói lên cái sự thật để cho mọi người cùng thấy ra, chẳng bao giờ đưa ra một số cái công thức rồi nói bây giờ cứ theo công thức này mà làm, nó là không có. Cái gì cái ví dụ pháp đó, thực ra là nó nằm ngay trong đời sống này. Rồi những cái việc người ta chiêm nghiệm ra được á, thì người ta mới nói thành công thức. Bây giờ mình đi học công thức là có chừng giống như học là công thức lên công rít á, chân công rít á. Có chừng học cái chân công rít á. Bây giờ này, cái con rít mè đó, nếu mà nó hiểu đúng cái ý nghĩa của cái công thức chân công rít á, thì nó phải giải thích cái này. Rít con vô đây. Bây giờ con đi chỗ này coi. Ta để nó đi. Bây giờ này, bây giờ con để ý thử là mỗi lần mà con bắt đầu đi đó là chân nào bước trước, thì nó sẽ nói được, nó nói được liền. Nó là có gì đâu thì chân này này nó nói liền. Là chân nào bước thứ hai thì chân này, có gì đó, tức là nói cái nào là nó biết cái đó. Bởi vì cái giác ngộ là giác ngộ cái có sẵn, chứ không phải là áp dụng một cái gì để vào để mà giác ngộ. Nhớ dừng cái chuyện nói dùng đó. Không phải áp dụng bất kỳ một cái gì vào để giác ngộ, mà là giác ngộ cái đã có sẵn. À, bây giờ xưa nay là cũng biết rất là cứ đi, nhưng mà ham chơi là không biết mình đi cách nào. Vì vậy cho nên nó đi nó có thể là bị tai nạn này kia đủ thứ. Cho nên đó, bây giờ cũng biết mẹ đó, cũng biết cũng thịt con đó. Đi là phải biết chân nào, các bước lên chỗ cao thì thế nào, bước xuống chỗ thấp thì thế nào, con phải để ý để thấy ra hết tất cả mọi chuyện đó. À, thì khi mà nó bắt đầu nó ý thức lại được cái đã có sẵn của mình, thì nó sẽ trở thành ra là một người đi rất là thông thạo. Và cái thông thạo đó mình vốn là nó có sẵn trong chính cái đi của nó rồi. Chân lý cũng vậy, chân lý đã có sẵn trong tất cả mọi người. Bây giờ chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là trở về lại để mà quan sát lại, để thấy lại. Đó. Thấy lại với một cái tâm thanh tịnh trong sáng. Mà cái tâm thanh tịnh trong sáng đó nó cũng đã có sẵn rồi luôn. Lấy cái tâm thanh tịnh trong sáng đó để mà thấy ra pháp. Thì như vậy là xong. Đơn giản, đơn giản là vậy đó. Chứ đừng có cầu cành chiều gì hết trơn á. Đừng có... À, còn nếu bây giờ mình cứ ngồi cứ cầu mà trong lúc đó mình đi, mình biết mình đi rồi cái à, nấu ăn mà mình cũng cho thử là bỏ muối nhiều hay ít thì thế nào cũng bị mặn hoặc là bị lạc đó. Nếu mà mình không để ý để xem để lúc nào thì dừng lại luộc rau thì thế nào cũng bị rau quá nhiều hoặc là rau còn sống, đơn giản như thế. Nếu mình biết quan sát lại tất cả mọi chuyện, mọi hành động, nói năng suy nghĩ của mình, cho nên thầy nói là mình chỉ cần là sáng suốt, định tĩnh, tông lành trong tất cả hành động, nói năng suy nghĩ là xong. Nguyên lý đó là như thế. Rồi hết giờ. Sao mà